Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tuần qua, thị trưởng thành phố Davao của Philippines đã lập tức khiến cho dư luận nước này xôn xao. Ông Duterte sẽ đề nghị quốc hội thông qua lệnh cấm sử dụng rượu bia nơi công cộng sau khi chính thức trở thành tổng thống Philippines. Kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra tuần qua cho biết, thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte, vừa vượt qua đối thủ khác để trở thành tổng thống tiếp theo của Philippines. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới. Dưới lập trường mạnh tay phòng chống tội phạm, ông Duterte dự định sẽ ban hành một lệnh cấm sử dụng rượu bia ở nơi công cộng trên toàn lãnh thổ Philippines. Đây là chính sách đã từng được ông Duterte áp dụng hiệu quả tại thành phố Davao trong 22 năm lãnh đạo nhằm kiềm chế tình trạng phạm tội có thể xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm. Tuy nhiên, ngay khi thông tin được phát ngôn viên của ông Duterte công bố, nhiều lưu ý kiến trái chiều đã được ghi nhận. Các quán bar như chúng tôi thường hoạt động về đêm. Nếu ông ấy ban hành một lệnh cấm uống rượu thì điều gì sẽ xảy ra đây? Chúng tôi sẽ bán rượu cho ai? Chúng tôi khẳng định là mình đang kinh doanh mọi thứ một cách hợp pháp. Mặc dù vậy, cũng có không ít ý kiến tỏ ra ủng hộ lệnh cấm này. Ông Glenn Desena, người dân sống trong khu vực phức tạp thường chứng kiến những vụ xung đột vì bia rượu, cho biết. Tôi ủng hộ việc hạn chế sử dụng bia rượu tại đây. Thường thì khi người ta uống quá nhiều thì sẽ không còn ý thức về hành động của mình nữa. Theo lộ trình, đề xuất ông Duarte sẽ phải lấy ý kiến khảo sát trên toàn quốc trước khi trình duyệt lên quốc hội để được thông qua.